Chỉ có một số hét lớn mới có rebel 300, còn tất cả những hét khác không có xe nha. Rồi chúng ta quay trở lại về vấn đề trong cái hét. Có những cái hét chưa bao giờ thấy được con rebel 300, vô bảo hành nó mừng hết lớn luôn. Nó mừng không phải là vì có khách, nó mừng là vì để cho nó thấy cho được cái xe. Còn hiện tại hiện giờ thì cũng có một số hét cũng chưa có đâu các bạn ơi, chứ mà hét nào cũng có đâu nha. Thì mình đọc những cái ý kiến trên web thôi nha. Đây để mình mở ra cho các bạn coi nè. Nhiều khi mình nói là phải nói có sách bách có chứng để các bạn nói mình nói xạo. Đây mình kiếm cái mình đọc tin trong mà đây. Chắc có lẽ là tất cả những anh em đi bay 300 short này ra này, nó có hai cái diễn đàn. Nó có hiện tại đang có hai cái diễn đàn nha. Đây. Của bạn Nam Thành Công Boss nha, mình nói lại. Theo các bác thì có nên đi dưỡng xe như trong quyển sổ bảo hành xe hay không? Hôm trước thì có một hét để tháo vài thứ linh tinh thì có nhân viên ở đó gọi thì bảo ra cùng lắm là thay dầu. Dầu thì cứ 1.500 tới 2.000 km thì nên thay. Chứ có ra đúng lịch bảo dưỡng thì xe mới cũng chả có gì bảo dưỡng. Hơn nữa nhiều hét thì không có xe về nên nhân viên chả biết gì để bảo dưỡng xe mới ra cả. Xe em đồng hồ báo gần 2.000 km rồi, chuẩn bị phải cho nó thay dầu thôi mà hơi băn khoăn. Ok, thì vấn đề thay dầu thì bữa trước mình đã làm một cái clip hướng dẫn thay nhớt cho các bạn rồi. Rất là đơn giản, mở ra thay thôi. Thì các bạn nói mày là thợ thì mày thay được, chứ người thường sao thay. Nói thật với các bạn là nó không có gì khó đó. Chúng ta chơi xe, chúng ta nên thay. Để nhiều khi các bạn chạy xe dọc đường lỡ nó hư đột ngột sao. Mình nói giả dụ thôi nha, không phải là các bạn cái gì hãng, cái gì mình mua trong hãng ra người ta cũng bảo hành một năm á. Điện thoại, máy tính, laptop, vi tính, xe máy, cái gì cũng có hết. Có những cái người ta chắc chắn ngon, người ta bảo hành 2 năm. Chúng ta là khả năng nó hư ít người ta bảo hành 2 năm, còn khả năng hư nhiều người ta bảo hành 1 năm. Đa số là bảo hành 1 năm. Tại sao người ta có bảo hành? Tại vì nó phải có trục trặc. Đâu cái thằng nào mà hoàn hảo hết 100% đâu, nó chỉ có 99% thôi, còn lại 1% lỡ nó hư thì hãng nó bảo hành cho mình. Thì lúc vô bây giờ mình nói cái con xe của mình bây giờ đem vô hãng bảo hành nó không biết làm gì đâu. Mình không biết làm gì, không gì hãng. Mình là người chạy thường xuyên, mình biết nó hư cái gì mình mới đem đi bảo hành, chứ hãng nó có chạy đâu mà nó biết. Mình dắt vô đương nhiên hãng nói xe bị gì anh. Mình nói bị guri, bị xì lúc xe hay là bị máy kêu này nọ, mình nói nó sửa. Chứ mình đem vô nó có biết gì đâu mà nó bảo hành. Nó hỏi mình bị gì rồi nó bảo hành, đúng không? Mình đem xe vô, nó sẽ chào anh tên gì, xe anh mua bao lâu, ngày mấy, tới hạn bảo hành đúng rồi anh. Xe anh có bị trục trặc gì không, đem bảo hành, đúng không? Mình nói xe em bị lủng lốt này, bị mất đèn xi nhan này, bị mất bình này, đi không được này, máy kêu. Thì mình nói cái gì nó bảo hành cái đó. Chứ giờ mình không nói nó biết cái gì nó bảo hành, nó có chạy nó bảo hành. Bây giờ nó leo lên nó chạy thử nó làm sao nó biết được. Cho nên vấn đề bảo hành hay không là do chính bản thân mình. Xe bị cái gì mình mới biết. Mà thật sự bây giờ cái xe của mình mà leo lên mình không thấy nó bị gì hết, đem vô bảo hành cái con kẹt này. Xin lỗi mình, nó bị. Bảo hành cái quần què gì. Vô đang bảo hành cái quần què gì. Có cái quần què gì đó bảo hành. Vô đang không làm gì á. Thì mình có thể bỏ qua giai đoạn bảo hành. Ok, theo ý kiến của mình có thể bỏ qua giai đoạn bảo hành. Chiếc Novo của mình mua 2010. Mới mua
mình mới mua mình cũng háo hức lắm, cũng bảo hành rồi. Nói chung lần lần đầu tiên mua được con xe tay ga bằng công sức tiền mình bỏ ra, mình mua 2010 cũng tới tháng cũng đi bảo hành được 3-4 lần. Vô thấy mấy anh chả làm được gì, thầy nhớ không, xong đi về mà xe mình chạy không có bị hư gì á. Cho nên tâm lý của một thằng chưa biết gì về xe, mua được con xe mới cứ đúng hạn là đem đi bảo hành, chờ ngày đi bảo hành là vô thấy không làm gì. Thì sau những lần như vậy mình rút kinh nghiệm là nếu mà thật sự các bạn mua xe mới mà các bạn chạy mà không có đề gì hết, không cần bảo dưỡng gì hết, thì các bạn cũng không cần bảo hành đâu, sau 6 tháng đi kiểm tra. Còn khi mà xe bị vấn đề trục trặc gì đó, giờ nhớ không lây, nước không bơm, hay là mất đèn, mất đè, mất còi, thì các bạn đem vô hãng người ta bảo hành cho các bạn, người ta kiểm tra lại. Chuyện đó là đương nhiên, nay, chuyện đó là nay. Còn nếu mình chạy bình thường mà lái xe quá ngon, không có gì tiền hảo, thì cũng không cần bảo hành đâu. Thì vô người ta cũng có làm gì đâu, người ta ra rồi nó cũng vậy, thì các bạn không vô cũng được, không sao hết. Cái bảo hành nó cho các bạn đi 12, đi mấy lần, 4 lần, trong một năm đi mấy lần. Thì theo định kỳ bạn đi, các bạn không đi thì người ta bỏ qua cái quyền lợi của bạn, các bạn được sử dụng quyền lợi tiếp theo vậy thôi, chứ không phải là các bạn không đi các bạn tích trữ bảo hành lại, không có luôn, mà các bạn vô bảo hành hoài cũng chẳng được lợi. Thay nhớt vô thay nhớt, còn không thì đúng hạn bảo hành các bạn vô các bạn thay bình nhớt, thay vì các bạn chờ đợi này nọ, các bạn thay nhớt thì cứ đúng hạn vô người ta thay nhớt cho các bạn cũng được. Ok, bảo dưỡng nhất định kỳ tốt, việc đó rất tốt nha. Rồi bây giờ mình đọc cái comment cho các bạn, bây giờ không phải ai cũng vô được cái diễn đàn này ha. Nhiều khi các bạn search nó không ra, điện thoại nữa lại nghe điện thoại là bị mất hứng nữa. Ok, mình đọc cái comment nha. Mình không có đọc tên người comment, mình chỉ đọc cái dòng bình luận thôi nha. Nghe để chúng ta cảm nhận được mỗi người có một cái ý kiến khác nhau, xong rồi mình rút ra một ý kiến chung nha. Cứ ra theo sổ thôi, miễn phí mà, ít nhất thì bơm 2 lớp xe, kiểm tra và tra dầu xích, xiết ốc vít, cần làm gì nữa sai bảo nó làm cho. Ok, đây là một ý kiến rất là hay nha. Sổ là cái điếu gì, có biết lục giác trong không thanh niên, có bộ đi kèm xe mà mẹ nó để dưới yên mà nó dùng ốc lục giác vít mẹ chẹt yên lại, nếu có biết lục giác nó mở ra được, nó chơi ác đứt chưa được. Ok, cái vấn đề của anh này đó là ok, mình nói về cái bộ đồ nghề của xe Rebel. Thằng này nó có một điều đặc biệt, mình hiểu ý của anh này. Bộ đồ nghề của nó để dưới cái yên á. Ok, bộ đồ nghề để ở dưới cái yên. Còn bộ trên xe là xài lục giác, thấy không? Lục giác với ống điếu. Cái máy ống điếu, còn những cái đồ mà mở lặt vặt. Những cái bộ đồ nghề nó chỉ cho mình mở những cái đồ lặt vặt bên ngoài thôi nha. Ví dụ như mở ốc cục máy nó không cho mở, nó không có đồ để mở đâu, tại vì nó không khuyến khích mình mở. Cái gì mà nó cho mình mở được, khả năng mình mở được, không ảnh hưởng tới xe, nó sẽ cho mình mở. Nó sẽ đưa bộ đồ nghề, thì trong bộ đồ nghề ở trên toàn bộ là dặn ống điếu hết, dặn dần ngoài á, dần ngoài nó là dặn ống điếu hết, thì nó có bộ đồ nghề nó để dưới cái yên, không? Mà để mở được cái yên ra thì ở trên cái yên á nó có một cái con vít dẹp, mà để mở được cái con vít dẹp đó không có gì để mở đó, tức là muốn lấy bộ đồ nghề phải mở cái yên, muốn mở được cái yên phải mở vít dẹp, mà muốn để mở được vít dẹp ở trên xe không có cái gì lấy gì để mở đó. Vậy bây giờ lỡ xe bị trục chặt làm sao lấy bộ đồ nghề ra, phải mở yên ra, mở yên ra phải mở con ốc, con ốc vẫn giữ cái yên á, con ốc giữ cái yên lại á, nó là một con ốc vít dẹp, dùng cái trục vít dẹp mình dặn. Bây giờ mình đi không, mình đã cần bộ đồ nghề, tức là bộ đồ nghề là nó có lục giác vít dẹp kìm búa gì này nọ trong bộ đồ nghề, mà giờ tất cả mọi thứ nằm trong đó là lấy gì mở cái yên, thì câu hỏi của mọi người đặt ra cũng rất là hay. Ủa, bộ đồ nghề nó bỏ trong đó, giờ tôi muốn lấy bộ đồ nghề tôi phải mở con ốc, mà lấy đồ nghề đâu mà mở con ốc, lấy đồ nghề đâu mà mở con ốc, chẳng khác nào đồ nghề tôi bọc sẵn trong người, tôi đâu cần bộ đồ nghề kia. Thì mọi người đưa ra một cái ý là
Ở trong cái chùm chìa khóa của mình á, có một một cái miếng dẹp 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 giống như là cái trục vít dẹp vậy đó, thay vì trục vít nó bự vậy các bạn làm ngắn khúc vậy thôi, nhỏ xíu thôi, ngắn thôi, bỏ trong luôn chùm chìa khóa để khi có chuyện gì các bạn sẽ đút vô dùng cái con cái đầu dẹp đó, các bạn dặn con ốc cái yên ra, các bạn lấy cái yên ra thì ở dưới cái yên nó mới có bộ đồ nè, mở những ốc lục giác ở trên. Thì đó là một cái kiểu đánh đố của địa bay 300. Hiện giờ mình vẫn chưa thấy cái ý kiến nào hay là phát hiện ra một cái trụng dẹp khác nó đặt ở vị trí khác. Ok rồi, đọc comment tiếp theo nha. Mở cốt phải ra dùng cái vít bốn cạnh quặn lái cái ra là xong chứ có gì đâu. Mở cốt phải ra dùng cái vít bốn cạnh quặn lái cái ra là xong chứ có gì đâu. Mở cốt phải đúng không? Ok đây, ý của bác chủ mốt nói đây, nó dùng vít bốn cạnh được, vít dẹp được, rồi trong đây có một cây lục giác ở đây, rồi dưới yên nó có cây lục giác nữa. Thì mở cái yên này ra, ở dưới bộ đồ nghề đây nó nằm ở dưới, thì làm sao để mở được cái con chiếc dẹp này ra? Đây là vấn đề, không để mở này ra mình sẽ kỳ dẹp, sau mình lấy cái cây lục giác, lấy cục lục giác này mới mở hai ngóc lục giác nhanh đây, mình lấy cái yên này mình lấy bộ đồ nghề, nó đi tới 3-4 công đoạn, rất là thú vị đúng không các bạn? Cái đây mình đang nói gì, vấn đề bảo hành nha các bạn. Đây là anh chủ mốt là mở cốp phải ra dùng cái vít bốn cạnh lấy vặn cái ra là xong, nhưng mà lấy cái gì để mở cái vít bốn cạnh ra, tại vì mình đi mình không mà mình lấy bộ đồ nghề, mà giờ để mở đồ nghề phải lấy bộ đồ nghề mới dặn ốc, trong cái đó nó là một con ốc thì lấy cái gì để dặn, thì vẫn phải trang bị một cái trục vít dẹp nhỏ, hoặc là có sao anh em gợi ý là lấy cái đồng xu đục cái lỗ bỏ trong cái chùm chìa khóa, chúng ta đút vô chúng ta dặn cái đó, lấy cây lục giác mới mở cái yên, rồi dưới cái yên mới lấy bộ đồ nghề mới mở hết cái đồ là gọi trên xe. Rồi đó là ý kiến cũng rất là hay nha. Rồi tiếp theo một bác khác là nên bác nói về vấn đề bảo dưỡng nha, nên vì hãng làm ra xe hãng đặt tiêu chuẩn, nếu các bác cẩn thận làm theo thì tốt quá, còn không thì em nghĩ không ảnh hưởng nhiều ở giai đoạn đầu, vì Honda vốn dĩ khá nội đồng cối đá và cũng không phải là xe sử dụng đồ hai bộ comment nên không quá đòi hỏi bảo dưỡng tỉ mỉ. Ok, ý anh này cũng nói là giai đoạn đầu cũng không cần bảo dưỡng lắm, tại vì xài toàn được đủ. Ok anh mang đây 50 Trần Nhân Tông nhé, Honda Cường Long 1 địa chỉ bảo hành hết nổi tiếng là sau lần bảo hành thứ 23 kê rất nhiều phụ kiện phải thay, ngoài dầu như lọc dầu, lọc gió .. lúc ấy sẽ thấy tác dụng của bảo dưỡng định kỳ nhé. Bảo dưỡng định kỳ là lên thay hết đúng không?
Vậy sau 2 ngày các bác chỉ cần thay dầu và kiểm tra thấy chỗ nào có vẻ lỏng lẻo thì bỏ nó xiết cho thôi, đúng không? Đấy. Thì theo anh chủ mod là bảo dưỡng lần 1, lần 2 thì không sao, nhưng mà bắt đầu bảo dưỡng lần 3, lần 4 bắt đầu là nó kê khai, thay lọc gió, thay lọc dầu, thay hoa lăng, thay mâm lửa, thay bánh, thay lốp, thay sam, thay thắng, thay cái gì nó cảm thấy mòn là thay, cái gì thay được là thay, thay tính tiền mà đúng không, thay tính tiền nhưng mà thay miễn phí luôn nha. Nếu mà thay miễn phí là ok cho thay hết toàn bộ, nhưng mà thay tính tiền là cái thứ hai là giá hãng nó không rẻ hơn giá ngoài đó nha. Về khúc cuối mình sẽ nói chuyện giá hãng với giá ngoài. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái vấn đề bảo hành xe giai đoạn đầu có nên bảo hành hay không. Cái những bạn mà không thay nhớt được á thì đem vô cho người ta thay nhớt định kỳ, ok tốt thôi, thay nhớt định kỳ. Mình vừa mới bảo hành định kỳ không tại nhà, vừa mới thay bình nhớt rồi xong, thấy nước là châm nước, hết đường châm đường, hết chanh này nặng chanh, hiểu không? Nhớt thì thay liên tục, còn những thứ khác lâu lắm các bạn mới thay nha. Ví dụ nhớt theo dầu chắc không có khi nào bạn thay đâu, các bạn chạy 2-3 năm thấy nhớt theo dầu nó mới hết, tại vì nó đâu có tiêu hao, thấy nó tuần hoàn ha. Dầu là nước mát ở trong nó cũng tuần hoàn, nó không có thoát ra ngoài, nên nó lâu hết, nó chỉ bốc hơi ở phần rất nhẹ thôi. Còn dầu máy nó cũng đâu có bốc hơi đâu mà nó hết, nó cũng tuần hoàn trong đó, nhưng mà tại vì nó vận động nó trơn tru, nó ra những cái chất cạn bã thì nó làm cho cái nhớt của mình nó không còn có tác dụng bôi trơn nữa, trở lại giống như nước lạnh rồi, nó hoặc là nó cứng hơn, hoặc là nó lỏng hơn, nó không có tác dụng bôi trơn thì mình thay dầu để cho nó bôi trơn thôi, chứ không phải là hết chớt nha. Nhớt là cũng có hết nhưng mà lâu lắm nó mới hết. Mình thay nhớt là khi nào mà nó hết tác dụng của nhớt thì chúng ta thay, thì nó tầm khoảng từ 1.000 cho tới 2.000 km là các bạn thay bình nhớt. Và vừa các bạn đừng có để tới 5.000 là nhớt nó đen luôn, có khi quay vàng chạm chạy tới 7-8.000 là cua nhớt luôn nha. Tầm khoảng 2.000 km là thay nhớt là ok. Đó. Ok rồi, bây giờ cái phút cuối mình nói cái vấn đề thay đồ trong hãng với thay đồ ở ngoài. Đồ của hãng bán, những đại lý bên ngoài cũng có bán nha các bạn, chứ không phải hãng không nha. Nên các bạn nếu ở ngoài có tiệm sửa xe uy tín thì các bạn đem ra tiệm sửa xe bên ngoài các bạn sửa, biểu người ta thay đồ hãng thôi. Ok, còn đồ hãng thì mấy cái đại lý bán lẻ người ta có bán, chứ không phải trong hãng mới có. Hãng thì nó bán toàn bộ linh kiện, cái gì nó cũng có. Còn những cái đại lý bên ngoài thì người ta bán một số lặt vặt thôi, chứ người ta không có bán nhiều giống như hãng. Đó là hai điều khác nhau. Cái này là vì giá cả thì hãng người ta tốn tiền thêm mặt bằng nhân viên này nọ, thì giá hãng nó cao hơn giá bên ngoài. Còn chất lượng thì như nhau, chứ đừng nghĩ hãng nó bán 100.000, bên ngoài nó bán 60.000, hãng tốt hơn, không có. Đã là đồ hãng thì tốt như nhau, các bạn đừng có mua đồ giá hãng, đồ nhái thôi. Còn cứ đồ hãng là tốt nha. Xe thì mua trong hãng với bên ngoài giá nó như nhau, giá đưa ra là do hãng, nó không có làm giá giống như là những cái món khác, nên giá cả thì nó chênh nhau tí xíu. Rồi như vậy thì hôm nay kết thúc 40 phút nói chuyện với các bạn tâm sự về em Revive 300. Thì hôm nay chúng ta nói về những cái vấn đề của em Revive 300 thôi. Rồi biết mình nổ máy lên cái cho nó có khí thế không? Mình sẽ chạy một vòng luôn nha. Mình sẽ chạy một vòng để cho các bạn thấy là mình rất là nhỏ con nha. Mình rất là nhỏ con, ngồi trên xe nó không hợp, nhưng mà mình vẫn thích chạy vòng này.
Nói chung ngồi lên xe rất là thích. Nhiều khi lâu lâu ngày không chạy là thèm. Alo. Có một cái vấn đề cuối cùng dành lưu ý dành cho mọi người khi mà chơi xe phân khối lớn ngoài xe mô tô thì cái góc cua của nó rất là hẹp nha. Mình sẽ nói cái chuyện góc cua sau. Lưu ý là cái góc cua nó rất là hẹp. Các bạn thấy là hồi nãy cái lúc mà mình cua qua đó, mình chạy một nửa xăng mình cua qua nó bị dướng không qua được. Cái góc nó rất là hẹp. Thì tại sao nó góc nó là hẹp? Thì nó cả là một vấn đề. Ok, mình nói sơ chút xíu là cái cách mà người ta làm cái phụ của nó, nó xỉa ngang ra phía trước vậy là chứ không phải nó đứng vậy. Các bạn cua rất là dễ và khi nằm này cấp cua rất là ít, tại vì nó chủ yếu là chạy đường trường, mà chạy đường trường là không có cua, chạy đường trường là chạy thẳng một đường, còn những cái dòng mà xì bót thể thao này nọ là phải cua lạng lách là cái góc cua rất là dễ, còn đây nó không có cua, nó chỉ xíu thôi. Cho nên khi chạy cái dòng này các bạn lưu ý khi mà vô khúc cua hoặc là khi chúng ta quanh qua cái ngõ này nọ thì chúng ta lưu ý, chúng ta phán đoán coi thử là cái khúc đó chúng ta qua được hay không nha. Đối với khi các bạn chạy ví dụ như chạy rim quay cúp hay black ấy khác này nọ, gấp cua nó giống nhau, và các bạn đã từ xưa giờ các bạn chạy, cho dù các bạn chạy xe nào gấp cua nó cũng giống nhau, các bạn đã quen rồi chứ các bạn chỉ cần nhìn một cái là biết mình qua cái cua được hay không. Nhưng mà riêng con này các bạn nhìn các bạn không biết đâu, các bạn chưa có quen nó được, cho nên các bạn phải cố gắng là tập phán đoán cái góc cua là mình đứng đây cái khoảng cách ở phía trước là bao nhiêu mét là mình qua được cái cua đó nha. Nó rất khác nhau, nó khác nhau hoàn toàn nha. Nhiều khi mình cua một cái không hết nó dính là nó sẽ ngã, cho nên lưu ý là cái góc cua nó rất là hẹp. Cho nên những anh em chạy xe lúc mà đương nhiên cái lúc chạy thì cua hết, nhưng mà cái lúc đứng lại, cái lúc quanh xe, cái lúc đó cua nó mới không hết nha, đa số là như vậy. Thì chúng ta tập nhìn cua nha, tập nhìn cua, okay. cua. Khi chúng ta cua, ok rồi, chúng ta đi mua cua, chúng ta ăn thôi. Rồi, ok, xin cảm ơn tất cả các bạn nha, đã lắng nghe clip của mình chia sẻ. Nha, mình thì không phải là dân chạy mô tô nha. Mình không phải là bờ rồ. Mình không phải là dân mô tô. Mình không phải là bờ rồ gì mô tô. Mình biết được cái gì, cảm nhận của mình về cái người đầu tiên chia sẻ như thế nào, mình chia sẻ cho các bạn, chia sẻ cho những người mới chơi mô tô. Đối với những người mà đã chơi lâu rồi, người ta chia sẻ kinh nghiệm của người ta chuyện nó rất là bình thường, thấy không? Nhưng mà đối với những người mà mới chơi mô tô mà chia sẻ kinh nghiệm, những người đó nói nó mới ok, giống như mình nữa. Mình cần là cần cái cảm giác của cái người chưa chạy, giống như các bạn là người chưa chạy thì các bạn phải nghe cảm giác người chưa chạy, còn các bạn nghe cảm giác người chạy rồi thì đâu, thì nó đâu có gì cảm giác, người ta đã biết rồi, người ta đã biết hết rồi. Những người mà chạy kinh nghiệm nhiều rồi thì chia sẻ cho những người chạy nhiều, còn những người chưa chạy thì mình nghe ý kiến của những người mới chạy, nó khác nhau hoàn toàn. Nó có ví dụ như những người chạy rồi không bao giờ làm được cái clip giống như mình, là chạy 50 km đầu tiên 50 km đầu tiên trong cuộc đời chạy xe phân khối lớn, chạy chiếc xe đó
nhau hoàn toàn. Làm sao những anh em mà chạy lâu năm sao có clip giống mình được, không bao giờ có được. Nhưng mà những anh em lâu năm làm clip này, sau 20 năm kinh nghiệm chạy mô tô thì sao? Ôi trời, cái đó thì mình làm không được. Nhưng mà làm clip mà sau 50 km đầu tiên chạy mô tô, cái đó mà khó à, mấy anh làm không được giống em đâu à. Đó thì mình nói vui vậy thôi. Các bạn nên nghe ý kiến nhiều người nha, chứ không phải nghe riêng một mình. Đó, nghe ý kiến nhiều người xong rồi rút ra một cái kinh nghiệm cho mình. Xe đó nó có gì đó, chạy ở đó sao. Mỗi người dạy một cách chạy khác nhau, các bạn thấy cách chạy nào nó phù hợp với mình thì các bạn chạy. Cứ cái nào phù hợp với các bạn là các bạn chạy thôi. Đừng nghe ai hết nha, đừng suối nghe hết. Giống như mình thích, không thích đi bộ độ, đó là chuyện của mình. Còn các bạn thích đi bộ độ thì sao? Nhiều khi nhìn con xe chỗ độ đẹp quá cho đẹp luôn, mà mình không có tiền mình độ nên tối tôi chơi xe không độ. Tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi chơi xe không độ. Còn ai có tiền chơi xe độ. Rồi, ok. Cũng không có gì để nói nữa. Hôm nay chúng ta trao đổi chút xíu về xe rìu 7300. Nói chung cảm giác rất là thích. Chiều nay 3 giờ có hợp đồng, xách xe đi. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới ủng hộ kênh giúp mình nha. Mình sẽ thường xuyên ra nhiều video liên quan tới việc share cho các bạn tham khảo nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm vào nút đăng ký nha các bạn.